Bảo Thái thất vọng khi đội nhà bị loại khỏi vòng chung kết U20 châu Á sau 32 năm. Thật đáng buồn. Thái Lan lần đầu bị loại khỏi vòng chung kết U20 châu Á sau 32 năm, tờ Thairat cảm thán. Đêm ngày 18 tháng 10, sau một tháng chờ đợi, bóng đá Thái Lan đã phải đón nhận tin xấu khi đội tuyển U20 nước này bị loại khỏi vòng chung kết châu Á. Theo đó, kết thúc vòng loại, U20 Thái Lan nhì bảng G có cùng 6 điểm. Cùng hiệu số bàn thắng bại 6 trên 3 như Syria nhì bảng D và Iraq nhì bảng H, sau bị loại do có nhiều thẻ phạt hơn khi xét điểm fair play. Đón nhận kết quả trên, tờ SMM Sport Thái Lan viết U20 Thái Lan bị loại, phải ngồi nhà xem vòng chung kết U20 châu Á năm sau tại Uzbekistan. Thầy trò huấn luyện viên Garcia cùng điểm, cùng hiệu số nhưng bị Iraq, Syria loại do có nhiều thẻ phạt, tình huống phạm lỗi hơn và bởi luật chơi rất công bằng. Còn Thairat thô tả, việc Iraq thua sát nút Australia đã để Thái Lan văng khỏi nhóm 5 đội nhì có thành tích tốt đi tiếp khi thầy trò huấn luyện viên Garcia xếp hạng 6 của nhóm này. Tờ báo này cảm thán, thật đáng buồn. Thái Lan lần đầu bị loại khỏi vòng chung kết U20 châu Á sau 32 năm kể từ mùa giải 1990. Trước đó tại vòng loại bảng G, Thái Lan lần lượt thắng Afghanistan 3-0, thắng Philippines 3-2, thua Oman 0-1 và xếp nhì bảng. Vòng loại bảng G khép lại từ 18-9, khi đó Thái Lan tạm xếp hạng 5 trên 5 đội nhì đi tiếp. Sau khi bảng đấu muộn nhất là bảng H hạ màn sau đó tròn một tháng, Thái Lan chính thức bị loại.